Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Trai, thợ sửa chữa Đại đội Thông tin, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng thiết giáp, vinh dự được thay mặt các cá nhân của binh chủng đạt thành tích xuất sắc, phát biểu tại hội nghị gặp mặt tuyên dương các đội tuyển tham gia hội thao, hội thi cấp toàn quân năm 2023 do Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức chiều 21 tháng 11. Tham gia 8 hội thao, hội thi cấp toàn quân trong năm 2023, các đội tuyển của binh chủng đã chủ động, tích cực luyện tập, khắc phục mọi khó khăn, tham gia các hội thao, hội thi đạt thành tích tốt, giành thứ hạng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ thông tin cơ động của binh chủng đã giành giải nhì toàn quân, và trong đó thì tổ vi sát mang vác của chúng tôi đã đạt được giải 3 trên 29 đội. Với thành tích đạt được thì chúng tôi hết sức là phấn khởi và vinh dự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp nhấn mạnh, năm 2023 là một mùa hội thao, hội thi với nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu, điều kiện luyện tập, ăn ở, sinh hoạt. Có hội thi binh chủng mới tham gia lần đầu, có hội thi không phải là nội dung thuộc chuyên ngành sở trường. Tuy nhiên, các đội tuyển của binh chủng đã đoàn kết, quyết tâm, thi đấu tự tin, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đơn vị trong toàn quân. Thực sự là những bó hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp, mùng 5 tháng 10 năm 1959, mùng 5 tháng 10 năm 2024. Kết quả tham gia các hội thao, hội thi đã khẳng định sự tiến bộ của binh chủng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm kỹ thuật và các mặt công tác khác, là động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ trong toàn binh chủng quyết tâm phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa trong các hội thao, hội thi năm 2024 và những năm tiếp theo. Thưa vụ đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tin tưởng rằng và kêu gọi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong binh chủng phát huy truyền thống đã ra quân để đánh thắng, nỗ lực cố gắng để khắc phục khó khăn, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ tham gia các hội thi, hội thao năm 2024, góp phần xây dựng binh chủng Tăng thiết giáp vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tinh gọn, mạnh và hiện đại, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu bày tỏ hứa hẹn sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt, giỏi lý thuyết, vững thực hành, truyền đạt kinh nghiệm cho các đồng chí tham gia hội thao, hội thi những năm sau. Trong thời gian tới thì cũng rất mong là thủ trưởng các cấp sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ binh chủng Tăng thiết giáp, cho hội phụ nữ cục chính trị nói riêng, phụ nữ binh chủng Tăng thiết giáp nói chung sẽ phát huy hết được cái tinh thần trách nhiệm, cũng như là phát huy được cái truyền thống, cái những cái khả năng của phụ nữ binh chủng Tăng thiết giáp, tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái để tỏa sáng trên mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như là công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. Đối với giải thưởng hội thi thì tôi đạt được cái giải thưởng là giải nhất toàn năng của hội thi. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về cái quy chế và xây dựng các cái chương trình và các cái nội dung ôn luyện, tức là giám khảo người ta rất là quan tâm đến cái nội dung mà các cái việc triển khai các cái văn bản của trên đối với đơn vị, cũng như việc bảo đảm các cái vũ khí trang bị cho các cái nhiệm vụ tại đơn vị. Tại hội nghị, 8 tập thể và 14 cá nhân được trao thưởng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia hội thao, hội thi cấp toàn quân năm 2023.